Audio Hà Nội xin kính chào các bác nhé. Trong video clip của ngày hôm nay, Đạt Audio Hà Nội xin giới thiệu với các bác một cặp loa rất là hay đến từ thương hiệu Mỹ. Cặp loa hàng đầu của Calip, cặp loa Calip Hennessy thế hệ thứ 2, gọi là Calip Hennessy 2. Một cặp loa cực chất luôn ạ, quá là đẹp. Các bác đã biết nhiều đến cặp Calip Hennessy trơn hay là Calip Hennessy 1. Thì cái phiên bản Calip Hennessy 2 này là bản nâng cấp của đời 1 đấy ạ. Nó nâng cấp đáng kể về cái phần thùng loa. Thùng loa kết cấu chắc chắn hơn rất nhiều, cũng như là các cái driver của nó đều được nâng cấp. Cái đời 2 này cho cái tiếng bass sâu hơn đời 1 rất nhiều, cũng như họng kèn nó sẽ lớn hơn. Và cái điều nâng cấp đáng kể là cái phần cọc loa của nó đã được thay vì cọc loa bắp chuối rất là hiện đại. Nó không như cọc loa của đời 1 là cọc loa phải vặn tô vít, tiếp xúc rất là kém mà nó không chắc chắn. Thì cái đôi Hennessy 2 này quả thực là rất là hiếm. Hôm nay em về được một đôi đẹp xuất sắc, có thể nói là mới thiếu hộp xốp. Sau đây em xin quay chi tiết cho các bác cùng xem. Đây các bác cùng xem nhé, em sẽ quay chiếc thứ nhất ạ. Đó, cặp loa còn rất là đẹp, góc cạnh của nó còn rất là mới. Đây là loa chép kèn ạ. Trung kèn. Đây là loa bass. Cặp loa còn rất là mới. Quá mới luôn các bác ạ. Đây là bản gì đây. Chất âm của dòng Calip Hennessy thì khỏi phải nói rồi, độ nhạy nó con này thì đời này đã được nâng cấp lên, đẩy lên độ nhạy nâng cao lên 98 dB, rất là dễ đánh. Các bác cứ đánh cho em các cái âm ly cổ hoặc là âm ly đàn thì chơi nhạc thì hay không nhấc mông lên được. Đây là bass của nó còn rất là mới, viền bass mềm nhũn nhá, mềm này thì cho ra cái tiếng bass rất là mềm. Các bạn nhìn nhé, đó, viền bass này cực mềm luôn này. Các bạn nhìn nghe tiếng chép, tiếng trung thích chưa? Rất là tuyệt vời luôn. Đặc biệt là cặp loa nó còn rất là mới. Đây em sẽ quay phần lưng của nó. Đây ạ, phần lưng của nó thì tem đã được cải tiến thành tem cứng, là không phải tem giấy như ngày xưa nữa. Đây, Calip Hennessy 2 trở kháng 8 ohm, công suất 100W. Đó. Cảm loa này rất là hay luôn. Đặc biệt là nó còn quá mới, không thể không, em nghĩ là không, chắc là không dễ tìm được cái cặp nào mới hơn cặp này đâu. Đây em xin quay tiếp chiếc thứ hai cho các bác cùng xem nhé. Chiếc thứ hai cũng thế ạ, rất là mới luôn. Góc cạnh của nó không hề sứt mẻ một chút nào nhé. Đấy, rất là mới. Màu gỗ rất đẹp, màu gỗ mộc mạc rất đẹp. Đây là loa chép. Đây là trung kèn. Đây là bát ạ. Quá mới luôn. Đó, các bác có thể nhìn rõ. Chiếc loa rất là đẹp, không có điểm chê. Rất là mới. Các bác thấy chưa? Cặp này về mới em thấy luôn. Thấy sai hiểu, bên kia người ta chưa sử dụng, hàng lưu kho còn mới như thế. Đây, em sẽ quay phần lưng của nó nhé. Cọc bắp chuối này rất là cao cấp. Các bác cắm rút thì rất là dễ, không như là cái đời trước là phải vặn tô vít, nhét cái dây vào. Đó. Cặp Calip Hennessy 2 này thì bên em bán với cái giá là
15 triệu đồng. Cặp này bên em ship hàng toàn quốc, giá bán chưa bao gồm phí ship nữa. Cặp loa giá 15.800.000 đồng. Thế căng của nó đây. Cặp này lắp e căng và đẹp tuyệt vời luôn. Các bác thấy không? Lắp e căng và đẹp tuyệt vời luôn. Các bác có nhu cầu sử dụng cặp loa xin liên hệ với em Đạt Audio Hà Nội 098 358 6968. Bên em ship hàng toàn quốc. Cặp loa Caleb Hennessy 2 đẹp xuất sắc, mới thiếu hộp xốp. Em bán với giá là 15.800.000 đồng. Các bác có nhu cầu xin mời liên hệ với em một cặp loa cho cái tiếng bass rất là sâu, trung âm sáng, rõ, tiếng trung thì rất là nét, đặc biệt là giải chép cho cái tiếng bông tơi chi tiết leng keng. Em sẽ mở thử một đoạn nhạc để các bác cùng nghe thử cái chất âm của nó nhé. Chất âm của nó rất là tuyệt vời đấy ạ. Một nơi vì đời mỗi đứa một nơi, cho dù anh không bề, cho dù tôi chân trời, tình mình vẫn thế mà thôi. Em rất là tốt luôn. Mai đây ta cùng quên đắm say hòa mình. Một cặp loa được cả thanh lẫn sắc, chất âm cũng rất là hay. Mà trưng bày thì quá là đẹp luôn. Cười gian nước chảy đã mòn, tình ta mãi mãi vẫn còn thương nhau. Một cặp loa hoàn hảo các bác nhé. Không có điểm chê vì nó quá là mới, chất âm thì tuyệt vời, nó là một cặp loa hoàn hảo luôn. Mình vui đêm nay rồi mai chia xa, mỗi người đi mỗi ngã, từ giá quan trung anh ra vùng hoa tuyến, tôi về chia tay, ta trao nhau gì đây khi đôi mình lá lính, chỉ còn một tấm hình tặng nhau làm quà kỷ niệm của tình ta. Đêm nay ta cùng hứa chung một nào có nhu cầu sử dụng cặp loa xin mời liên hệ với Đạt Audio Hà Nội 098 358 6968. Bên em ship hàng toàn quốc các bác nhé. Giá bán sản phẩm chưa bao gồm phí ship. Bác nào các bác xem video thì thấy hay thì nhớ cho em một share để cho mọi người cùng xem, cũng như là đăng ký kênh bên em để cập nhật các sản phẩm mới nhất của bên em. Em xin cảm ơn.